các nhà chức trách Kiev đã bắt đầu lên kế hoạch sơ tán 3 triệu dân nếu thủ đô Ukraine bị mất điện hoàn toàn. Theo New York Times, các cuộc tấn công trên diện rộng của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng trên khắp Ukraine vẫn tiếp diễn. Khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị hư hại hoặc là bị phá hủy. Thủ đô Kiev đã thiết lập 1.000 điểm sưởi ấm trong thành phố, trong khi các kỹ sư cố gắng sửa chữa các trạm điện bị đánh bom. Cơ quan năng lượng quốc gia của Ukraine ngày 5 tháng 11 cho biết, nếu các cuộc tấn công tiếp tục, thủ đô Kiev có thể mất toàn bộ hệ thống điện. Các quan chức của thủ đô sẽ nhận được thông báo trước ít nhất 12 giờ nếu lưới điện sắp hỏng. Trong trường hợp đó, chính quyền thành phố sẽ thông báo cho người dân và yêu cầu họ rời đi. Ngày 6 tháng 11, Iran đã công bố phiên bản nâng cấp hệ thống tên lửa đất đối không BAVA-373 với tầm bắn hơn 300 km. Tại buổi công bố, hệ thống đã được thử nghiệm thành công với việc phóng tên lửa tầm xa Sayak B4. Trong quá trình thử nghiệm, radar nâng cấp của hệ thống tên lửa đất đối không BAVA-373 có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hơn 450 km và theo dõi mục tiêu ở khoảng cách 405 km trước khi tiêu diệt mục tiêu ở cự ly hơn 300 km. Hệ thống BAVA-373 của Iran được ra mắt chính thức lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 8 năm 2019. Bên lề buổi lễ ra mắt hệ thống BAVA-373, dây chuyền sản xuất tên lửa Sayak B4 chạy bằng nhiên liệu rắn kết hợp cùng đã được hoàn thành và khánh thành. Đức cùng 8 nước thành viên khác của Liên minh châu Âu EU đang lên kế hoạch mở rộng các biện pháp trừng phạt Iran. Gói trừng phạt gồm 31 đề xuất được thảo luận tại Brussels ngày 6 tháng 11 nhằm vào các cá nhân và thực thể an ninh của Iran. Dự kiến các biện pháp trừng phạt như đóng băng tài sản và cấm đi lại có thể được các ngoại trưởng EU thông qua tại cuộc họp sắp tới của nhóm vào ngày 14 tháng 11. Trước đó, ngày 17 tháng 10, EU đã áp đặt trừng phạt với 11 cá nhân và 4 thực thể Iran, trong đó có những cá nhân thuộc lực lượng cảnh sát đạo đức Iran. Đáp lại, ngày 26 tháng 10, Bộ Ngoại giao Iran thông báo nước này đã mở rộng danh sách trừng phạt đối với EU, theo đó bổ sung 8 thực thể và 12 cá nhân vào danh sách này. Mỹ, Anh và Canada trước đó cũng đã áp đặt trừng phạt với các cá nhân và thực thể tại Iran. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 7 tháng 11 đưa tin, quân đội Triều Tiên cùng ngày đã chỉ trích các cuộc tập trận không quân hồi tuần trước của Hàn Quốc và Mỹ là một cuộc tập trận nguy hiểm và khiêu khích công khai. Và quân đội Triều Tiên sẽ tiếp tục đáp trả bằng các biện pháp quân sự áp đảo và quyết liệt. Trước đó, ngày 4 tháng 11, Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại về việc Hàn Quốc và Mỹ kéo dài thời gian cuộc tập trận không quân chung. Quyết định kéo dài thời gian tập trận được giới chức Hàn Quốc và Mỹ đưa ra sau những diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Riêng trong các ngày 2 và 3 tháng 11, Triều Tiên đã phóng tổng cộng 26 tên lửa ra các vùng biển phía đông và phía tây nước này. Trong số các tên lửa được phóng đi có một tên lửa rơi gần lãnh hải Hàn Quốc và một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà phía Hàn Quốc cho là Hoa Song 17. Cộng đồng tình báo Hàn Quốc và Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 7. Tuy nhiên, nhà chức trách Triều Tiên chưa xác nhận hay bình luận gì về thông tin này. Kính thưa quý vị, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã chính thức nâng công suất lên 112% để góp phần giảm áp lực nguồn cung xăng dầu trong nước. Đây là công suất lớn nhất của nhà máy kể từ khi vận hành tới nay. Đây là lần thứ 2 trong năm nhà máy nâng công suất vận hành. Trước đó, ngày 18 tháng 10, nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng công suất vận hành từ 107% lên 109%. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, đàm phán với các chủ mỏ về khả năng gia tăng sản lượng khai thác và bổ sung thêm nguồn dầu thô vào tháng 11, tháng 12 cho nhà máy. Công ty cũng nhập khẩu thêm các lô nguyên liệu trung gian, rà soát đánh giá các giải pháp kỹ thuật, an toàn hướng tới mục tiêu tăng công suất vận hành tối đa. Bộ Công Thương vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố yêu cầu chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống, duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ. Bộ cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ một cách hợp lý. Các doanh nghiệp bán lẻ, đại lý và các cửa hàng kinh doanh chia sẻ với những khó khăn của thương nhân đầu mối, phân phối. Theo đó, các cơ quan quản lý nhà nước giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đảm bảo việc bán hàng của doanh nghiệp kinh doanh không bị gián đoạn, đảm bảo cam kết thực hiện nghiêm quy định. Dịch sốt xuất huyết tăng nhanh đang gây áp lực lên công tác cung ứng máu phục vụ cấp cứu điều trị. Nhu cầu máu điều trị các ca sốt xuất huyết đang tăng gấp 2 đến 3 lần. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương liên tục kêu gọi người dân đi hiến máu, đặc biệt là hiến tiểu cầu. Thông thường mỗi ngày viện sẽ lấy từ 100 đến 120 đơn vị máu, nhưng đợt dịch sốt xuất huyết này 150 đơn vị cũng không đủ. Trong đó tiểu cầu rất cần cho cấp cứu và điều trị.
Theo số liệu mới nhất, chỉ tính riêng tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đã lên hơn 10.000 ca. Nhiều ca có biến chứng nặng và đã có 12 người tử vong. Dự báo đỉnh dịch sẽ rơi vào tháng 11 này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày hôm nay, đa số các đường phố thông, các trường phổ thông đồng loạt lùi giờ vào lớp buổi sáng theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo. Giờ vào học tiết 1 sẽ là 7 giờ 15 phút và giờ tan học buổi trưa sẽ là muộn 15 phút là 11 giờ 30 phút. Tương tự, đa số các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố trước đây vào học lúc 7 giờ, nay cũng lùi sang mốc sớm nhất theo quy định của Sở dành cho bậc học này là 7 giờ 15 phút. Còn đối với các trường mầm non, tiểu học, đa số đều chọn khung giờ nhất định theo quy định là 7 giờ 30 phút. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các trường phải mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30, tạo điều kiện cho phụ huynh cần đưa con đến trường sớm để đi làm. Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 và ngày hội Ok Om Bok đua ghe ngò Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 5 năm 2022 đã chính thức được khai mạc vào tối qua. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giới thiệu, quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ tới bạn bè trong nước và quốc tế. Ngày hội được tổ chức đến ngày 8 tháng 11 với chủ đề Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển. Tại lễ khai mạc, đại diện tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định công nhận kỷ lục lễ hội Ok Om Bok đua ghe ngò Sóc Trăng có số lượng ghe ngò và vận động viên đông nhất.